với việc theo mình thấy các sản phẩm phím HE bây giờ hiện tại đang là vua, bởi vì những cái đặc điểm của nó mình chắc chắn là không cần phải nói nhiều nữa rồi. Tại vì những bài review đánh giá chi tiết về những sản phẩm rẻ có, đắt có, tầm trung có thì các bạn có thể tham khảo qua kênh TechSpay Việt Nam, mình cũng đã làm rất là chi tiết rồi. Và hôm nay thì mình sẽ muốn đem đến cho các bạn những cái sản phẩm phím HE mà theo như mình thấy nó là tốt, sẽ khoảng tầm từ 1 triệu, 2 triệu này, 2, 3 triệu cũng như là cao tiền 5, 6 triệu thì cũng có. Rồi, và bây giờ thì mình đang có trên tay là con AE68. Đây có thể nói là một trong những chiếc bàn phím HE rẻ nhất trên thị trường mà các bạn có thể tìm thấy. Mình đang có ở đây là một chiếc bàn phím màu xanh. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn nhiều phối màu nữa cơ. Để mà nói về chiếc AE68 này ấy, mình thấy là vẻ bề ngoài nó cũng chẳng có gì quá nổi bật đâu. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải xét thêm, bởi vì đây là một con bàn phím giá rẻ, giá khoảng tầm 1,5 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có phần case clear. Về ngoại hình của con này ấy, thì mình đánh giá là khi mà bật led lên mà sử dụng cái phiên bản mà có keycap pudding nữa, mình thấy nó rất là đẹp. Và nó có thể nói là sản phẩm HE đèn ngủ luôn. Nó sẽ thích hợp cho những bạn thích kiểu lè loẹt chơi trong đêm, nó phải sáng chói các thứ. Tiếp theo, những cái điểm quan trọng của một chiếc bàn phím HE đó chính là phần PCB cũng như là phần switch ra sao. Cái con bàn phím AE68 này mình đang cầm trên tay thì nó là sử dụng switch V2 do chính Everglide sản xuất ra. Và mình thấy là cái switch V2 này so với cả là một cái phiên bản V1 mà mình đang sử dụng ở nhà ấy, mình thấy là cái switch V2 này tiếng của nó cho ra rất là ngon, tiếng đầm này, âm thanh theo kiểu dạng hơi creamy một chút. Và nhất là ở việc căn chỉnh stab này thì mình đánh giá là ngoài cái phần stabilizer của cái phần loose spacebar nó hơi lệch cạch một chút thì những cái phần stab còn lại mình thấy là nó hoàn thiện rất là ngon. Vậy nên là mình đánh giá cái ngoại quan của con này nó thực sự rất là tốt ở trong cái tầm giá. Và một chiếc bàn phím HE thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua cái phần hiệu năng là như thế nào. Chiếc bàn phím này thì sử dụng cái switch V2 mới, nhưng mà theo như mình trải nghiệm và sử dụng ở nhà, có so sánh trực tiếp hai con này với nhau ấy, thì mình thấy là cái khoảng cách chênh lệch về hiệu năng nó gần như là không có đâu. Mình lúc nào cũng set một cái mức graphic trigger là 0.6 cùng với cả là hành trình 1.2mm. Thì cái con switch V1 và V2 của Everglide AE68 thì có thể nói là nó rất là tương đương nhau, chỉ khác nhau về cảm giác gõ mà thôi. Cái phần xử lý test zoom của con này ấy, mình thật sự chưa ấn tượng cho lắm, vì dù sao thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều trên một con bàn phím mà chỉ khoảng tầm 1,5 triệu được. Cái test zoom của nó sẽ nằm trong khoảng tầm từ 0.2 đến 0.3mm. Mình thấy là với một người chơi game mà khá kỹ tính như mình có thể dễ dàng nhận ra được cái test zoom này bằng việc khi mà mình ấn, ví dụ như kiểu là mình hay test test zoom, mình sẽ để cái hành trình cũng như là cái graphic trigger là 0.1mm. Thì mình thấy là khi mà có những lúc mình press down phải như này, tầm này, tức là khoảng tầm độ 0.2-0.3mm rồi thì phím bắt đầu mới nhận. Cũng như là đây, đặc biệt là khi mình ấn xuống hết cỡ một nút rồi sau đó mình nhấc lên, mình reset lại, mình nhấc lên thì lúc đấy cái khoảng của nó sẽ không đều nữa, lúc thì khoảng độ 0.1, lúc thì phải 0.3 hay là phải hơn nữa. Vậy đây là cá nhân mình đánh giá, nếu xét về hiệu năng thuần ấy thì nó cũng chưa thật sự gọi là quá xuất sắc gì cả. Tuy nhiên thì mình vẫn phải nhắc lại một lần nữa, đây là chiếc bàn phím cơ chỉ trong khoảng giá 1,5 triệu, và cái hiệu năng của những sản phẩm mà phím HE này nó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như các bạn chơi game Valorant và chơi game Apex Legends. Vì đây, như mình đang show cho các bạn một đoạn video test về việc đấy là tính năng bật và tắt graphic trigger, thì các bạn có thể thấy việc di chuyển trong game Valorant nó rất khác nhau luôn. Bật lên một cái thì như kiểu là hack game ấy, các bạn dùng nhân vật này di chuyển nó sẽ rất là mượt luôn. Vậy nên là những cái sự ưu thế và vượt trội của một sản phẩm bàn phím HE nó sẽ có thể đến từ những con phím rẻ như này thôi. Nên là mình thật sự respect những cái pháp sư Trung Hoa, họ làm ra một cái bàn phím quá là ngon, quá là rẻ luôn. Rồi, và cái option thứ hai ở trong mức giá cao hơn một chút, khoảng tầm 2,5 triệu thì nó chính là con Grandia G65. Ví dụ nhá, khi mà bạn đang sử dụng một chiếc Everglide AE68 rồi sau đó bạn nâng cấp lên Grandia G65 thì mình thấy là cái sự chênh lệch khác biệt về hiệu năng nó sẽ có. Và cái số tiền để đánh đổi hiệu năng như thế, mình thấy là mình sẽ có thể đáng để lên. Tại vì cái lúc này ấy, cái khoảng dead zone của con Grandia G65 bây giờ nó đã nhỏ hơn khá là nhiều rồi. Theo cái trải nghiệm chơi game khá là kỹ của mình và mình test nhiều ấy, mình thấy là cái dead zone của nó sẽ nhỏ hơn khoảng tầm độ 3 lần, tức là khoảng tầm độ 0.1 cho đến 0.15mm mà thôi. Cái khoảng này thì tức là nếu như các bạn nhấn phím này, đó, nhấn phím về kép, nhấn nhẹ rồi, mình chỉ cần nhấn cực nhẹ cái phím VK vào thôi là nó đã nhận rồi. Và cái phần dead zone này nó áp dụng cho toàn bộ phím luôn, tức là các cái switch ở trên con Grandia G65 này cái lực của nó đều này, phím nào thì cũng chơi game như thế luôn. Vậy nên là mình đánh giá nếu như chúng ta nâng cấp
từ A268 lên một con G65 ở trong một cái mức giá tầm trung khoảng 2,5 triệu, thì mình thấy là cái option này nó khá là ok. Tuy nhiên thì cái con phím mà mình lại cảm thấy là hơi nuối tiếc một chút. Tại vì sao? Cái phần PCB của con Rangnir G65 này nó sẽ sử dụng cái switch, đây là Reshare switch. Cái cơ chế hoạt động thì đương nhiên, nhưng mà cái chân pin ấy thì nó lại không phải là kiểu dạng 2 pin như là ở trên AE68 cũng như là một số sản phẩm phím khác trong hôm nay đâu, mà nó sẽ kiểu dạng chân 1 pin thôi. Vậy nên là nếu như các bạn muốn custom và các bạn muốn thay đổi switch thì xin lỗi, các bạn không thể làm được trên con Rangnir G65 này. Và để tìm được một cái dạng switch như thế thì mình thấy là hiện tại thì mình cũng lướt qua nhiều chợ ở nước ngoài và cả Việt Nam rồi, mình cũng chưa thấy switch nào để có thể thay thế được cho con G65 này cả. Vậy nên là cái trải nghiệm gõ của các bạn ra sao thì cái con phím này nó sẽ đi theo các bạn suốt như vậy. Và các bạn chỉ có thể làm được một cái duy nhất, đấy là mode start để âm của nó nghe ok hơn mà thôi. Và cũng như là lúc thêm cái switch pressure này. Vì cá nhân mình đánh giá cái trải nghiệm âm gõ ấy thì nó sẽ không thể thích bằng cái con AE68 được. Âm của con này nó sẽ kiểu dạng hơi clacky hơn, tức là nó vẫn theo kiểu dạng linear thôi. Nhưng mà nếu như để thuần một người chơi game thì mình sẽ thích cái con G65 này hơn. Tại vì cái switch của nó, cái lực nhấn của nó sẽ nhẹ hơn. Và cái trải nghiệm khi mà mình chơi game FPS, mình lướt, mình bấm như này ấy, thì nó sẽ rất là ngon nữa. Rồi, và mình thấy là một cái điểm nữa mà con Rangnir G65 nó hoàn toàn tốt hơn so với cả nhiều sản phẩm trong tầm giá, đó chính là nó cũng được sử dụng cái web browser để điều chỉnh, giống như là con Wooting 60HE. Việc sử dụng cái web browser như thế mình thấy nó thực sự rất rất tiện luôn. Bởi vì các bạn không cần cài firmware, không cần phải làm bất cứ một cái thứ gì cả. Các bạn chỉ cần kết nối phím với cả là cái website, nó sẽ tự động nhận diện luôn. Và sau đấy thì các bạn sẽ có thể lưu được các cái profile khác nhau vào. Và ví dụ như là nếu các bạn chơi game sử dụng một profile, các bạn làm việc một cái profile khác nhau thì nó sẽ tự lưu ở trong này luôn. Và cái trải nghiệm của mình đối với cả web browser con này ấy, thật sự nó cũng chả khác gì con Wooting cả. Từ mọi việc chỉnh actuation point này, chỉnh cái rapid trigger này, cũng như là điều chỉnh led các thứ, về phần macro hay là remap lại phím, thì thật sự là dùng cái web browser này mình thấy rất là thích luôn. Rồi, và đó là về con Rangnir G65, một sự nâng cấp không hề nhẹ khi mà các bạn sử dụng từ AE68 lên. Và để nói về một trong những trùng cuối của phím HE thì mình thấy là hiện tại trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nó có thể gọi là ngon ngang hoặc là có thể hơn Wooting đi ở trên một số trang nước ngoài. Tuy nhiên mình thấy là đó cũng chỉ là những con số mà họ đo đạc ra được thôi. Còn nếu chúng ta xét về gọi là gì, về tỷ lệ người chơi sử dụng của tất cả các tựa game khác nhau, và chủ yếu nó sẽ là Valorant cũng như là Apex Legends ấy, mình thấy là Wooting 60HE nó vẫn chiếm cái lợi thế hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Chúng ta không cần một cái gì đó quá là nổi trội, quá là đặc biệt ở trên một con phím cả. Tất cả những gì mà người chơi game như là mình muốn thì mình chỉ muốn đấy là một cái PCB ngon và một con switch tốt, không có dead zone. Như vậy là quá đủ rồi. Kể cả mình có chi tiền đắt hơn cũng được, nhưng mà miễn là mình chỉ cần một con bàn phím mà phục vụ gọi là tốt nhất dành cho gaming. Cái con Wooting này thì mình cũng review mới đây, cách đây khoảng tầm độ vài hôm thôi. Và các bạn có thể tham khảo chi tiết lại cái bài review đó, mình cũng không cần phải nhắc lại quá nhiều nữa. Thì con này thì nó sẽ là bản 60HD cộng, sử dụng switch là Laker L60. Và mình thấy cái trải nghiệm gõ trên con này ấy, âm của nó bây giờ đã mềm hơn và nó không bị kiểu ngóa đanh như con 60HD thường nữa rồi. Mặc dù đây không phải là thứ mà hãng quảng cáo, nhưng mà tuy nhiên với trải nghiệm game của mình thấy là nó như vậy. Và cái con Wooting này ấy, nó sẽ hơn hai con kia ở điểm gì? Đó chính là cái dead zone. Khi mà chúng ta set cùng một cái mức là để mình test là 0.1 ấy, thì mình thấy là bấm thì nó sẽ nhận. Ok, chỉ cần bấm rất nhẹ thôi. Ví dụ như một phím về kép như này thì phím của nó sẽ nhận diện luôn. Tức là cái dead zone của nó ấy, mình có thể nói là gần như bằng không luôn. Mình không thể nào mà cảm nhận được cái sự khác biệt gì cả. Và đặc biệt khi mà mình press down hết hành trình, sau đó mình lại reset từng khoảng một rất nhỏ như này thôi, thì con Wooting 60HE này nó vẫn dừng và nhấn nhả một cái khoảng rất là chính xác. Và các bạn có thể thấy cái việc mà mình sử dụng để di chuyển nhân vật ấy, nó dừng, nó nhấn nhả rất là ngon luôn. Mình cũng sẽ để một cái video show cho các bạn thấy. Và thật ra thì cũng chả cần những cái từ gì mỹ miều để nói về con Wooting 60HE này, ngoài hai từ, đấy là hoàn hảo. Và mình thấy ở trên thị trường ấy, bây giờ lượng người ta sử dụng Wooting nó càng ngày càng nhiều. Và một cái đặc điểm nữa mà khiến cho con Wooting này nó đáng mua, tức là các bạn có thể custom và mod được con Wooting này thành theo một cái kiểu dạng mong muốn. Ví dụ như là bạn muốn sử dụng cây Stofu này, sử dụng cây Alumase của Wooting, hay là một số cây nội địa tàu, thì bây giờ chúng ta có thể tìm được phụ kiện cho con Wooting này, nó rất dễ dàng. Cũng như là cái chân pin của nó cũng là 2 pin, và các bạn có thể sử dụng qua nhiều switch khác nhau như là Gatherum Raptor HE,
hay là một số mẫu switch khác KS20Y. Và những cái con switch này ấy, thì sau đây khoảng tầm độ 1 đến 2 tuần mình cũng sẽ đánh giá và review chi tiết về những cái switch đó, để xem là liệu chúng ta lắp một cái con switch khác lên một chiếc bàn phím HE từ rẻ đến đắt thì hiệu năng nó có thay đổi gì không, hay là nó chỉ khác cảm giác gõ thôi. Và cuối cùng thì với con Wooting này ấy, việc sử dụng cái Wootility ở cái web browser của nó rất là ngon. Mình thấy là một cái điểm ưu việt hơn của con này so với cả là con Ranger G65 đó chính là cái sử dụng cái Rapid Trigger. Tức là những cái phím HE bình thường ấy, các bạn sẽ chỉnh như nào, kiểu 0.1 này, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, đúng không? Thì với con Wooting 60HE này, các bạn sẽ chỉnh được cả số lẻ nữa cơ, 0.15, 0.20, 0.25. Tức là cái khoảng Rapid Trigger mà các bạn mong muốn ở trong game ấy, bây giờ nó sẽ có thể kiểu còn nhỏ hơn nữa cơ. Tức là về cái raw input, về những cái độ trễ của các bạn sử dụng cho con bàn phím này, tức là nó sẽ có thể điều chỉnh được tùy theo chúng ta mong muốn, việc lực nhấn nhả như nào sẽ tùy thuộc vào cái setting mà bạn sử dụng mà thôi. Vậy nên là để nói về con Wooting này thì mình chỉ có thể dùng hai từ, đó chính là hoàn hảo, không có gì để chê cả. Rồi, và cái sản phẩm cuối cùng ở đây mình muốn đem đến cho các bạn đó chính là con SteelSeries Apex Pro Mini Wireless. Con này thì nó sẽ dành cho đối tượng sử dụng như thế nào? Mình thấy là có khá nhiều bạn bị OCD, tức là sao? Các bạn vừa muốn sử dụng một chiếc bàn phím gọi là không dây, và các bạn lại vừa muốn có một con phím mạch HE. Cái này thì mình thấy là đây là một vấn đề khá là nan giải ở trên thị trường. Trừ những chiếc phím mà chúng ta có thể mua theo dạng group buy như là của Aco hay là của một số mẫu khác, tức là cái cảm giác gõ của nó sẽ được ok mà thôi. Còn với cái chiếc bàn phím mà mình đã review cho các bạn ấy, thì chắc chắn luôn mình có thể khẳng định là hiệu năng của nó về phần dead zone này, tối ưu này, PCB này, nó sẽ ngon hơn cái con phím như thế khá là nhiều. Và lợi thế của những cái chiếc bàn phím như kiểu là con SteelSeries này là các bạn sẽ được bảo hành hỗ trợ đầy đủ 12 tháng, tức là lỗi thì các bạn sẽ được đổi luôn, dùng nó rất là yên tâm. Và cái con phím này nó sẽ gộp lại được tất cả những thứ mà mình đã nói ở trên, vừa không dây này, vừa phím HE này, mạch HE luôn này, tức là nó sẽ hội tụ được tất cả những gì mình đã nói ở trên, đó là phím không dây này, đảm bảo đủ yêu cầu này, có Bluetooth này, đủ 3 mode kết nối này, và nó là mạch HE, sử dụng Switch 5 châm, có thể điều chỉnh được actuation point và rapid trigger. Thì đây là một cái sản phẩm mình thấy là nó gần như là duy nhất mà các bạn có thể tìm thấy trên thị trường rồi. Cái layout của con này nó vẫn sẽ là 60%, rất là cơ bản thôi. Thì mình thấy là cũng không có gì cần nói quá nhiều về con bàn phím Apex Pro Mini Wireless này cả. Nhưng mà mình thấy nếu như mà để mình bỏ ra một chiếc bàn phím khoảng tầm độ 6 triệu đồng mà để được một cái chất build như này ấy, thì mình thấy là mình cũng khá là chê con SteelSeries này. Bởi vì build của nó như là một con, tức là build của nó sẽ khá giống nhiều những cái con mà được build sẵn thôi. Build của nó thì khá là lọc sọc. Đây, các thứ âm thanh về phần staff này, mình nghĩ là gõ như này thì các bạn có thể đánh giá được là nó ở nằm top dưới ở trên những cái bàn phím mà mình đã review rồi. Nó còn thua cả IE, nó còn thua cả con Ranger cơ. Nhưng mà cái điểm mà gọi là nổi trội nhất ở đây ấy, thì như mình đã nói rồi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chế độ wireless không độ trễ mà vẫn đủ tất cả mọi thứ mà các bạn cần của một con phím HE, chỉnh actuation này, chỉnh rapid trigger này. Và mình đã test con này ở cả chế độ dây cũng như là không dây, thì mình thấy là độ trễ của nó cho ra nó gần như là bằng không luôn, mình không thể cảm nhận được cái sự khác biệt nào cả. Cái việc mà có thể chỉnh rapid trigger ấy ở trong một con bàn phím không dây này, mình thấy là nó rất là ít thôi. Một cái điểm nữa mà mình thấy con Apex Pro Mini này nó đã cải thiện, tức là về cái phần mềm. Nếu như các bạn trước đây đã từng theo dõi kênh Optimum Tech mà xem anh ấy đưa ra cái việc đấy là anh ấy sử dụng con Apex Pro Mini, anh ấy bị bug, bị lag liên tục luôn. Cứ mỗi lần chỉnh cái phần Rapid Trigger là sẽ bị kiểu out up ra ngoài và lại phải vào lại rất là mất thời gian. Thì mình thấy là với cái bản update firmware mới nhất và phần mềm là cái mới nhất mà mình mới tải cách đây vài ngày, thì mình có sử dụng cả chế độ có dây và không dây để mình điều chỉnh, thì mình không bị bug hay là không bị một cái vấn đề lạ gì cả. Tức là cái lực chấn của con này ấy, mình đánh giá là nó nằm ở giữa khoảng tầm con Ranger G65 cũng như là Wooting 60HE. Nó không quá nhẹ, cũng không quá nặng. Tức là cảm giác mà mình nhấn nhả như này nó sẽ rất là ngon luôn. Về cái phần mà gọi là hiệu năng của con phím này ấy, thì mình đánh giá là nó sẽ cũng chỉ nằm ở khoảng giữa con Ranger G65 và Wooting thôi. Nó sẽ hơn Ranger G65 một chút và nó sẽ thua con Wooting một khoảng, mình thấy là tương đối xa. Bởi vì dù sao cái switch Omnipoint này của SteelSeries mình thấy là nó tối ưu cũng chưa được ngon cho lắm, cái dead zone vẫn sẽ có nhiều. Và mình cũng đã test ở phần di chuyển ở trong game Valorant rồi, thì mình thấy là cái con này khi mà mình bấm nhiều nút với kép ấy, mình bấm để test xem là khả năng nhấn nhả như nào, thì mình thấy là nó vẫn chưa thực sự được ưng ý cho lắm.
nhân vật của bạn vẫn có thể bị di chuyển và trượt dài đi nếu như mà chúng ta di chuyển liên tục thế này. Nhưng mà nói gì thì nói, đây vẫn là một cái option mình thấy là khá là đáng để cho các bạn sở hữu nếu như các bạn vừa muốn nhỏ gọn này, không dây này, đa dụng này, nhiều kiểu kết nối khác nhau này, và quan trọng là nó phải là HE cũng như nó là có cái tính năng Rapid Trigger nữa. Thì mình thấy là ở mức giá khoảng độ hơn 6 triệu thì nói chung là sẽ tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của bạn mà thôi. Không dây thì đây có thể nói là option duy nhất. Rồi, và trên đây là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ về những con phím HE mà mình thấy là hiện tại trong tầm giá nó rất là nổi trội để so với những chiếc bàn phím cơ và bàn phím khoa học thông thường. Bởi vì dù sao thì bạch HE này nó sẽ có rất nhiều lợi thế cho các bạn trong game. Và ở trong tương lai thì mình sẽ tìm hiểu một số mẫu phím tới từ Trung Quốc khác, cũng như là so sánh về các switch 500 khác nhau để xem mà nó có thực sự khác biệt gì hay không nhá. Rồi, và nếu như thích video này, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của TechSpace Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace.